Ok, xin chào các anh, tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này mày. Và ở video này thì Khải sẽ đi xem lần bài boss nè. Chung là nãy anh Vân 3 thì được khoảng 2, 4, 12 cục thì tên em. Như lại mượn được 4 cục nữa là được 16 cục rồi. Tạo giờ được khoảng 15, 16 cục rồi. Giờ Khải sẽ đi xem lần bài boss nè. Đây, cho anh em xem lần bài boss, nói chung thì không có chuẩn bị gì nhiều. Khải sẽ ăn được 3 ạc thì Khải được khoảng bao nhiêu ạc này? Bao nhiêu lần bài boss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khoảng 15, 16 cái thôi nè. Khai sẽ đánh xây 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 lần lần mấy phát là xong rồi nè. Rồi, anh em xem video thì đừng quên cho lần bài boss bắt 34 này một like và chia sẻ cho anh em. Khai cũng đã chuẩn bị tất cả này. Thì cho việc ra bem rồi kiếm hiền tinh. Sau khi kiếm hiền tinh thì chắc chắn sẽ có đài lần xấu, đài lần hỏ nha nè. Và biết là lên xuống như thế nào anh em. Cứ theo dõi thử nha anh em ơi. Đừng quên cho cái boss 34 này một like chia sẻ nha. Thức đêm thức khuya đắm cho anh em xem đó nè. Anh em biết giờ mấy giờ rồi không? 3 rưỡi sáng, gần 3 rưỡi sáng rồi nè. Ok, là Khai lưu rừng rồi. Khai lưu rừng rồi. Rồi. Ok. Ra ba rồi. Ok, để bên tao dứt anh em ơi. Trời ơi, bọn này cũng thay cái này xong rồi đánh. Quấn như ông này trong quanh này trong bang luôn rồi được cây đao với đồ này. Giao dịch lệnh bài bot cho Thí Yên này với tiền đánh giùm cho. Rồi đang định đi xem gặp ông này, ông lưu thủ đánh một mình nè. Rồi cho cái mấy kia ông nhặt đồ luôn vào tao đi. Xấu con mà ông đánh như mộng, xấu con mà ông đưa cái 50 vạn chặt vào của tao. Ấy 20 mà nhặt đồ này. Rồi, cảm ơn bạn. Auto nhạc đi. Nhạc đi. Ok, nhạc đi. Rồi, hôm kia ông nhặt được à? Nhặt cho ông ơi. Như vậy. Cái gì đây? Nhẫn này. Nhẫn này. Đâu. Giờ chiền này. Ôi, chiền kháng cả 8 luôn, ngon ấy chứ. Nhẫn này. Nhẫn này. Chiền này. Đổ được cái chuyện kháng cả 8, đổ đánh dùm rồi nè. Phải liền chưa?
Dẫn này thì 15-40, 9-30, ok. Dây chuyền ngon đó, thắng tất cả 8, 25 thắng bên. Hết rồi nha, giờ của Khải đó. Xong số con rẹt rẹt. Thôi, giờ nãy mày đợi Khải mua thêm banana nè. Không được cái giá trị ngon á. Mua thêm máu, làm thêm rương là đánh được rẹt rồi nè. Dây chuyền đó, vài kim đó. Anh mấy mấy đó, đang xuống đó. Full mấy mấy mà. Hết 6 con rồi, giờ đến cổ Khải. À, giờ đến mình rồi em ơi. Giờ đến cổ Khải này. Hai bảo thần đây. Đánh được rẹt nè, đủ số con thả đánh vô. Nhanh vài đáy. Đồ cũng được cho chuyện khác cả 8, đồ cắm bằng 25, má một cái nhẫn 15-40 nữa. Quá chắc. Ok, tiếp tục đánh mình đây mà. Nó đánh lần mình nè. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, tiền đâu rồi? Cho nó như nhà lấy tiền đây mà. Ôi tiền đâu rồi? Ôi. Rồi nha. Ok. Cho nó thấy như là thêm tiền đây mà. Nhìn có tiền rồi. Đừng tiện mới đánh được, mình ra mười mấy con lận, đừng thấy chạy đâu nữa. Ok, dứt nè mày. 1, 2, 3, 4, 5 tiện. Rồi, lên sàn đấu. Ôi. Ô, sao được 8 rương tím đâu ra vậy ta? Áo vậy. Ôi, nhưng khả năng sát hành động được 8 rương tím thì phải nè. Bơ ca 2 không? Ủa, không bơ ca luôn. Áo vậy. Lụm đồ. Lụm đồ. Lụm đồ nè. Lụm đồ. Rồi, tiếp tục phù. Được 8 rương tím. Ô,
Ủa sao tự nhiên rớt 8 rưỡi một tiếng anh em? Không hiểu được. Ôi, đâu ra nhặt được 8 rương ảo thiệt sự. Ủa xanh hắn nè, giờ chuyện, ôi, chuyện không gắn cả sức mạnh cao gơ gốm. Được, má cái đồ kia nó bị dính rồi. Tiếp tục điều khác này mà, nó phá quá. 8 rương tím nè, bảo rương sẽ ngẫu nhiên được. Thằng nào bung bơ ca vậy? Nó kết anh đồ sắt luôn. Cụ sắt nó luôn mà sao mình không lên bơ ca ta? Ôi lên bơ ca 3 mà bị lắc. Ok. Lên bơ ca 3, khả giết được nó mà nó bị lắc nè. Rồi ơi, hai cái món rồi nhắn sinh lực nguồn lực. Cho một F4 ta, F4 ta. Trời ơi, gia truyền rồi nè, trời sức mạnh 18 luôn. Có 10 giờ. Đó, cái bên lượng bài boss đến đâu, tìm thì tên đến đó luôn nè. Tên 1, ok. Cái biến thường tên em ơi. Một cục, tiếp tục. Đó. Thì thả được 3 con mà mấy chân sức kia bị ghép rồi. Đi đổi đổi mười ít nó. Ôi ngọc bò 540, trời giờ mới thấy. Một con bò 540, trời ơi có tiền nè, giờ mới thấy, trời ơi lú vãi liền. Ok, được một ngọc bò này, nhẫn này đi cho thằng khác thôi. Được một ngọc bò 540, ngon anh ngon anh. Đây nè, ngon liền cành đào. Một cái phôi 8 này, được 800 xu nè, 8 rừng này được gần ca xu rồi, thôn quá. 8 rừng đó được gần ca xu rồi. Rồi, tiếp tục. Một cái nhẫn nè. Đi mua máu. Tiếp tục con khác nè. Tiếp tục di chuyển chỗ khác. À, tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình. Khả năng sản xuất bắn 12 nha anh em. 12. Đồ con sáng hôm nãy nhiều con sao nó mất. Nó mất hết rồi. Không phải mất mà dạng như quên cầm tiền. Phải thiệt. Rồi đúng bọn đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Nhạc đồ. Rồi, một. Ôi, chưa bao tơ. Bao tơ rồi. Phòng thức linh. Ok, phòng lưng được bao tay. Trời ơi, sốt. Trời ơi, cái mặt. Trời ơi, cái nó. Má. Trời ơi, cái nó. Áo thiệt sự. Trời ơi, cái nó rồi nè. Trời ơi, không có tóc. Trời ơi, cái này thêm tóc 30 nữa, đánh easy luôn nè. Ai thiệt. Trời ơi, cái đó thiệt. À, cái đó đẹp gơ gốm. Hả vừa rồi làm phát một không biết được gì đâu anh em ơi. Phá quá là phải cứ lén lúc đánh nhiều chỗ thôi. Mở
bao tay, phôi, áo, chốt, nhẫn, quầy. Trời ơi, cái này 40 là đẹp luôn, em 30 nè. Trời ơi, không có gắn tất cả. Trời ơi, 18, 25, 30, trời ơi, 6 dòng đẹp quá đấy. Trời ơi, ngồi bỏ 6 dòng nữa nè. Trời ơi, cái chị. Trời ơi, 23 xin được cả. Trời ơi, ngọc bòi, đẹp. Trời ơi, mớ luôn em. Được mỗi cái này đẹp anh em. Đẹp vô lờ. Trời ơi. Đừng ngọc bòi chống 40 khăn hỏi cho một, đẹp quá. Tiếp tục. Một món nha anh em. Cái này nhỏ rác này. Nè, được một món này, còn lại ép hình tinh thôi. Trời ơi, món đồ đẹp vô luôn nè. Nhóm thắng độc, dòng 1, xin lực hình lực. Màu tây, phôi, dây chiền, dây chiền này. Nữ, wow, sinh khí, trống 30. Trống 30 là đẹp nè. Nó ra trống 40 là có tiền rồi nè. Trống 17. Wow, cái dây chiền này, không có khác tất cả. Ok, xong. Không có khán cả anh em buồn gơ gốm. Trời, khán cả 15-20 thì vô tiền rồi. Ôi, 10 giờ. Được 2 cục hiện tinh nữa anh em ơi. Một cục trong 20. 17. Rồi, đủ xanh cái auto. Ma thiệt chứ. Auto áo dữ. Một nữa, đủ tầm một không? Okay, được 2 viên. Bò này khám hỏi 23 cũng được ấy. Dùng. Ok, được một dây chuyền nó ép luôn rồi. Quyền suốt kiếp sống trong âm thầm, nhưng tình nghĩa sao mãi hoài khắc ghi. Chuyền này, trời ơi. Dây chuyền quá trầm, không có khác cả. Áo thiệt sự. Điểm 3. Tiếp tục. Còn mấy con thì cuối cùng tiếp tục nè. Đánh thì nhanh rồi nè. Không đợi là nó phá rồi, còn 3 lần bài boss này đánh được rẹt luôn nè. Khải cái đường bông trời. Đánh boss thì chưa đầy 30 giây xong boss này. Được rẹt luôn nè. À, di chuyển 3 phút cuối hấp đi bánh. Đây. Bánh kính bếp của nó quá thử tiếp. Cái này sẽ có mười mấy con thôi mà cứ đánh tầm 5 số con là ngừng lại nè. Đánh 5 số con ngừng lại nè. Không đánh liên tục. Nó căng sẵn rồi. Này nó phá rồi nè. Rồi thả nè. Trời ơi. Rồi thả. Bình tiền nè. Rồi thả. 1 2 đi mày cái auto lộn ma. Rồi giúp cái auto nó bị kẹt kẹt với những vấn đề gì nè, đau xanh thiệt. Thank you.
không lắm được. Lấy được 3-4 cái, còn mẹ nó, nó phá rồi lầm rồi. Tiếp tục. Bị lắc không đánh được. Không đánh trúng luôn nè. Rồi, lấy cái chỗ nào có mặt. Thôi còn mấy con rồi ta hết đi ngủ rồi nè. Đồ xanh. Đó, chúng bom đầu các bạn. Ta bao cơ cho. Rồi em. Chỗ đầu phá được. Bao cơ cũng quề. Không thôi. Ok, còn mấy con nữa cho xem luôn em ơi. Anh này sang dùng ông kia được giải truyền khác tà 8, không bán 25 ngon quá. Có nữa. Lột ngủ má phá. Sao không phá nữa. Rồi. Thôi hết luôn em ơi. Hết boss rồi. Mày mà cứ bước qua anh Khải tao lần nữa. Lần nữa rồi sao? Tao đập đã. Áo quá nó. Đụng một mít bóc luôn, đụng mà. Còn cuối không có gì. Như này ngọc voi coi con bên này nhặt được cái trái được cái gì luôn trời ơi được hay kiếm như cái quần nhớ nó là bài vót đậu mẹ. See you. Thôi, rút anh em ơi. À, được 5 viên hiền tinh, gần 6 viên hiền tinh. Đây, trang sức này, bên này vừa nhận được không? Một cái dây chuyền nữa. Ôi, còn một lần bài boss nữa chưa quên hết, vãi hết rồi. Dây chuyền này. Còn một cái nữa chưa lên hết em. Trời ơi, còn nữa hả? Từ từ còn một cái cuối nè, đi qua hướng khác đánh luôn. Quý bên đà. Ủa sao thằng này nãy thảm rồi còn một cái ta. Áo thiệt sự. Rồi tiếp tục. Còn một con nữa. Áo áo. Buồn ngủ thằng này buồn ngủ quá. Không không thấy cái con chỗ kia nè. Đây là này thả đứng tăng luôn nè mày. Còn mày bán trên đầu mà lo gì. Ở đây. Đứng tăng đánh trực diện luôn nè. Gì vậy? Cần 30 vạn nữa thả. Á đâu. Ủa sao con đặc biệt cần 30 vạn như ta. Con thường có 10 vạn. Con biệt 30 vạn. Ôi áo dữ. Nhưng gì này thả không được. Anh em xem video bắt 3-4 này cho Khải một like cho nha em ơi. Cũng được một số đồ. Được Khải thả nốt con này rồi Khải cho anh em sơ đồ nha. Đó đứng tanh luôn em ơi. Này đứng một tanh luôn.
Rồi. Thành đánh được rẹt này mày. Rồi, nhiệt độ. Giờ ngủ nè. Bye bye, good night. See you. Thôi, đi ngủ. Thôi, đừng như đây. Rồi, đừng như đây. À, hôm qua mình đòi 3-4 giờ sáng mình thức như gì. Sinh lực 520. Giá chiên 540. Trời ơi, cái này mình nhắn thì gì ngon rồi anh em. Giá nghĩ sao giá chiên trời. Thôi ép đi. Được 2 viên hiên tinh nữa anh em ơi. 120 sinh lực. Phương pháp. Phương pháp. Được rồi. Thôi mình làm được. Ok. Trời ơi, cũng có thiếu tiền vàng hoài. Ở tu lại coi. Ông tu nhìn như quần què làm như vậy. Ok. Lại nha nè. Nói chung tối nay nghiên cứu đánh lệnh bài boss cũng được ít đồ. Rồi. Ít trang sức làm phôi. Một viên hiên tinh. Tiếp tục. Viên thứ hai. Biết được dựng 3 không đây. Trời ơi, 2 viên 1. Ok, không được. Đây, anh em xem video bắt 3-4 này đừng quên nhục like nè mày. Tối nay thì được phôi bao tay sinh lực cũng lực này. Rồi được cái ngọc bội 540 nữa nè. Đó. Và một cái ngọc bội chó 40. Hai cái quá đẹp này mày. Đó, được 2 món này thôi. Chung hơn 10 cái lệnh bài thôi, có 16 cái lệnh bài thôi nè. Và được 16 lệnh bài thì được khoảng tầm 7 cục hiện tinh 1. Và 2 món VIP này cũng khá là ổn rồi. Đó, 2 món này đẹp rồi nè. Quá chất luôn. Ok. Hai một quá đẹp rồi. Ok, giờ sẽ Khải sẽ vết vào video này nha anh em ơi. Và ở video lần sau Khải sẽ hóng ép cái đai cho anh em xem nha anh em. Khải sẽ bắt đầu ép cái đai cho anh em xem nha. Đừng quên cho một like chia sẻ nha.